Chào mừng anh em đã quay lại với channel và mình là Chideo Game đây. Thì không biết tình hình hiện tại vượt map của anh em đã như thế nào rồi anh em. Thì hiện tại mình đang còn kẹt ở map 8 nên vẫn chưa ra video clip hướng dẫn anh em để có thể vượt map 8 được. Thì cũng nhanh thôi anh em, tầm 1-2 hôm nữa thì mình sẽ khả năng sẽ qua được cái map 8 này. Và mình sẽ đi lại một lần nữa, sẽ làm clip hướng dẫn để cho anh em có thể xem được và có thể vượt qua được cái map 8 này nha anh em. Và thôi, mình sẽ quay lại vấn đề chính nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em làm sao có thể kiếm được nhiều phá cảnh đơn và những mảnh bí kíp nha anh em. Thì anh em cũng biết là phá cảnh đơn và những mảnh bí kíp thường rất là khó kiếm. Thường thì những mảnh bí kíp anh em cứ vượt ải thôi, như là cái mảnh bí kíp của cái bang thì anh em vượt ải cái bang, mảnh bí kíp của võ đăng thì anh em vượt ải của võ đăng, vượt ải tinh anh nha anh em, thì nó sẽ rớt ra và nó sẽ rớt hên xuôi. Thì còn phá cảnh đơn thì chúng ta phải mua bằng lá vị thúy hoặc là chúng ta đổi bằng điểm cống hiến. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em. Thì mình còn một cách nữa là anh em có thể lấy cái xích linh quả này. Vì thường cái quả xích linh quả này mình sẽ cộng vào con pet thì nó sẽ tăng được chiến ảo của anh em rất là nhiều. Nên mình cũng không cần thiết lắm, nên là mình không có tăng cái cấp của con pet này lên, mà mình sẽ dùng nó để tách nó ra và đổi cái bạc vùng anh em ơi. Vì khi mà mình tách nó ra, mình đổi bạc vùng thì nó sẽ đổi được rất là nhiều thứ nha anh em. Thì theo mình nghĩ cái xích linh quả này nó rất là dễ kiếm anh em ơi. Thì khi anh em mà đi map, ví dụ như thường ngày mình đi map tin anh 5 thì hàng ngày nó sẽ rớt ra tầm 50 quả đến 60-70 quả gì đấy, thì cũng rất là nhiều. Nên là anh em cứ yên tâm mà tách nó ra. Nếu anh em cảm thấy muốn tăng lượt chiến ảo thì anh em giữ lại để tăng bet. Còn theo đối với cá nhân mình thì mình muốn tăng cái đam của mình nhiều hơn, nên là mình không còng thẳng vào bet mà mình sẽ tách nó ra. Thì đây, mình sẽ tách nó ra để mình có thể kiếm được bạc vùng nha anh em. Đấy, mình tách ra được 238 điểm. Thì ở đây thì mình sẽ có được 238 cái bạc vùng này, và mình sẽ đổi rất là nhiều thứ ở đây nha anh em. Thì hôm nay mỗi ngày thì anh em có thể đổi được 5 cái phá cảnh đơn và được 5 cái vật khác, như là mảnh bí kíp hoặc là những cái vật khác để giúp anh em có thể tăng được cái skill của mình. Và ngày khi vượt ải thì mình sẽ tích cái xích linh quả này và mình sẽ đổi nó ra bằng bạc vùng. Thì hàng ngày mình sẽ đổi được 5 phá cảnh đơn, và đôi lúc mình cũng đổi được những cái mảnh bí kíp nếu như mà anh em còn dư, hoặc là anh em muốn tích để mình có thể đổi phá cảnh đơn. Thì như vậy hàng ngày ngoài cái đổi phá cảnh đơn ở nơi cái điểm môn phái thì anh em có thể vào đây bạc vùng này để đổi cái phá cảnh đơn này. Thì tổng cộng hàng ngày mình sẽ có 8 cục, như vậy thì mình chỉ cần tích đến 3-4 ngày thì mình sẽ có hai mấy viên phá cảnh đơn rồi, thì mình sẽ có thể nâng được cái ảo cảnh của mình lên rất là nhanh anh em nhé. Và những cái vật dụng khác nếu anh em cảm thấy không cần thiết thì mình có thể tách nó ra để đổi những cái bạc vùng, và mình có thể tích cái bạc vùng này. Hàng ngày mình sẽ đổi được phá cảnh đơn, thì tổng cộng như vậy hàng ngày mình sẽ đổi được 8 cái anh em chú ý nhé. Thì mỗi ngày anh em cứ tích bạc vùng đi, thì đến ngày mình đổi thôi thì mình sẽ tích được rất là nhiều cái phá cảnh đơn này để mình có thể nâng cấp cái ảo cảnh của mình lên mà không cần tốn cái lá vị thúy của mình, và mình để dùng cái lá vị thúy làm những việc khác như là mua ngọc đấy, hoặc là mua bánh bao đấy. Anh em có thể tích được rất nhiều lá vị thúy. Thì đó là cái chia sẻ của mình khi mình trải nghiệm cái tựa game đại hiệp PPO này. Thì anh em nào có những chia sẻ hay thì hãy comment ở bên dưới video để cùng nhau có thể trải nghiệm được tựa game PPO này anh em nhé. Thì video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Anh em nhớ ấn đăng ký, like, share để có thể xem được những cái video clip mới hơn.